Rồi bấm hình đi các em. Cho thầy hỏi nào. Các em đã vào được các cái link này sáng ngày mai thi hết chưa? Ok hết chưa? Alo. Rồi ạ. Rồi. Linh thi ạ. Ừ. Em rồi. Rồi. Ok chưa? Ok nhá. Rồi, ok. Ý thầy muốn nói là chúng ta phải có sự chuẩn bị trước đi để ngày mai nó không bị vướng, hiểu không? Nhớ sáng ngày mai làm bài là tốt, cẩn thận cho thầy nha. À, về ngôn ngữ ngày mai thầy chưa chắc là song ngữ hay là 100% tiếng Anh. Cho dù nó xảy ra cái trường hợp nào thì cũng cố gắng dịch, nếu là song ngữ thì tốt nhất. Dự kiến thì nó là song ngữ. Đấy. Nếu mà trong trường hợp mà xấu xảy ra nó 100% tiếng Anh thì hãy cố gắng dịch làm bài là tốt nha. Rồi bây giờ mở cho thầy cái bài để chữa cho con những câu làm sai nhé. Ok. Nào. N2 4472 ai à? Không chưa cao lắm. Nào xem nào, xem câu nào bị nhầm. Câu số 2. Không. Nào, mời câu số 2 này. Câu số 2 của chúng ta là gì đây? Nào, xin mời Ngọc. Ngọc Anh thì thấy câu số 2. Con đã thấy một cửa hàng tạp hóa có một rổ bút, một nửa và hơn 6 chiếc bút được bán trong ngày đầu tiên, một nửa còn lại và ít hơn 7 chiếc bút được bán trong ngày thứ hai. Còn lại 25 chiếc bút thì hỏi có bao nhiêu chiếc bút thì mà ban đầu cửa hàng mới có. Đáp án của con là 84. 84. Nào kiểm tra xem nào. 84. Ok, bây giờ nhìn nhá. Thì thấy thế này. Rồi chút nhá. Nào tiếp tục này. Vậy thì chỗ này Gia Bảo Tiến Dũng để ý này. Bây giờ nhá. Phải làm như thế này cho nó dễ hiểu. Đó là gì? Ngày đầu bán một nửa. Một nửa này. Và thêm 6 cái này. Thấy không? Một nửa phần còn lại. Nhưng ít hơn 7. Đây là một nửa phần còn lại. Hiểu ý không? Đây là một nửa phần còn lại. Ít hơn 7 ở đây. Thấy ví dụ đây 7. 7 ở đây. Hiểu không? Là được bán trong ngày thứ hai. Vậy đây sẽ là ngày 2 này. Còn cả cái này sẽ là ngày 1. Cuối cùng còn lại này là 25. 25 này. Phải lưu ý là 25 này là bao gồm có cả 6, à có cả 7 này. Bảo với Dũng hiểu này chưa? Vậy thì không tính 7 này, thế là vào 18 không? Tức là sau ngày 1 thì còn bao nhiêu? Phải là 25 trừ đi 7 không? Là bằng 18 không? 18 bây giờ phải nhân với 2 thì bằng 36. Dũng cái bảo hiểu này chưa? Ok chưa? Chưa? Đấy, bởi vì đến đây này, đến đây là một nửa không? Đây sẽ đến đến đây là còn lại sau ngày 1. Từ đây là một nửa. Từ đây đây là 7. 25 là cũng 7, bớt đi 7 là còn một nửa. Vậy cho nó 36. 36 vậy thì ban đầu sẽ là 36 cộng với 6 nhân 2 bằng 84. Bạn Dũng thì bạn bảo làm nhầm chỗ này nhỉ. Được chưa? Thôi cả lớp mình vẽ cái sơ đồ hôm trước lại thầy nhanh tay nha. Được không? Nhanh tay chút. Thầy chữa những câu sai rồi. Rồi nhanh nhanh tay chút.
vì phần của lớp 5, 6 này nó khó, nó không giống như lớp 1, lớp 2. Thế này nha. Ok, đấy là câu số 2. Nào xem là xem câu mấy nữa. Câu 3 ok. Ôi câu 4 mà, câu 4 bỏ bỏ của này các con. Ngọc Anh Tiến Dũng bỏ của này. Ồ. Bỏ điểm rồi, câu 4 à? Tìm quy luật Tôi không biết là nào. Bảo ra 104 à? Làm nào đấy? em cho thấy là số ở trong mặt trời và đối diện mặt trời nhân với nhau thì bằng hai số còn lại nhân với nhau. Hai số này nhân lại với nhau thì bằng hai số này nhân lại với nhau đúng Vâng ạ. không? Ok, 105. Thế hai trang này nhân lại với nhau rồi nhỉ? Thử đi, Ngọc Anh thử đi. Tiến Dũng hai số này nhân lại với nhau bao nhiêu? Nếu mà nó đúng như vậy thì suy ra lấy hai trang này nhân lại với nhau chia cho anh trang này. Đúng không? Alo Ngọc, anh hiểu rồi chưa? Xong rồi ạ. Rồi, kê ra bao nhiêu? Alo Ngọc, anh ra bao nhiêu? Con đang tính. Tính nhanh chút nào. Ở đây sẽ là 78 nhân 16. Mình chia cho 12 và 104. Được chưa? Vậy thì các con để ý, lưu ý cho thầy, đối với những dạng như này thì quy luật của nó có thể xuất hiện một số quy luật như sau. Quy luật dạng 1 đó là tổng của 4 số 4 đỉnh. Được không? Nó bằng một số nào đó. Các con hiểu ý không? Hiểu ý không? Tổng 4 số 4 đỉnh bằng một số nào đó. Hoặc sẽ là tích của đây, hai số chéo nhau thế này bằng nhau. Hoặc có thể tích của hai số này song nhân với hoặc chia cho hoặc cộng với hoặc trừ đi một số nào đó. Lưu ý những quy luật như vậy. Và theo thầy cảm nhận thì ngày mai nó sẽ xuất hiện một dạng bài. Nó có thể là cái ô này. Nhưng mà nó có thể là 5 số hoặc 4 số hoặc một cái vòng tròn. Kiểu thế thì mình đều làm như vậy nhé. Rồi đấy nha. Rồi xem nào, xem cô nào nữa. Cho nên là hãy tìm quy luật, đừng bỏ cuộc. Sunday hay Saturday, câu số 5. Là câu 5. Sunday hay Saturday. À, kiểm tra đáp án đi. Yeah. Còn đang tư đúng rồi này. Quên đấy, nãy kiểm tra đáp án xin chuẩn. Con này sao ra 46 được.
84 chứ chẳng lẽ mình 84 mà đúng không? Nên cô nhập nhầm là sai nhỉ? Nào, câu 5 nào. Ra thứ bảy hay chủ nhật đây? Số 7 ạ. Thứ 7 ạ. Ngày mùng 8 tháng 9 là thứ 6. Mùng 8 tháng 9 là thứ 6. Hỏi là ngày mùng 8 tháng 4 cùng năm. Như vậy thì bạn nào làm nhầm chỗ này nhỉ? Ai làm nhầm chỗ này? Tiến Dũng ơi. Em Tiến Dũng ơi, thầy dạy cho Tiến Dũng lớp mình, thầy nhắc lại này. Lớp mình kiểm tra lại này. Sẽ phải tính cho thầy từ mùng 8 tháng 4 trước nhá. Mùng 8 tháng 4 đến 30 tháng 4. Con cứ làm từng bước như vậy, đừng có vội vàng. Con lấy 30 trừ đi 8 bằng 22. Tháng 4 mình có tháng 5, tháng 6, tháng 7. Hỏi tháng mấy? Mùng 8. Tháng 8. Như vậy mình có được là... Thôi được rồi, thầy làm cách nhanh nhá. 30 nhân 4 cộng 2 bằng 122 ngày. À xin lỗi, 30 nhân 4 cộng 3, 123 ngày. Được chưa? Bởi vì tháng 5, 7, 8 là 31 ngày. Còn 6, 30 ngày. Rồi. Mùng 1 tháng 9 đến mùng 8 tháng 9 ta có 8 ngày. Vậy tổng số ngày sẽ là 22 cộng 123 cộng 8 bằng bao nhiêu? Chia cho 7 là 30, là thành 153. 153 chia cho 7 bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 27 14, dư 10 13 Thứ là được sáu ạ. 1. 21. Thứ sáu ạ. R6 à? 153, ok R6. R6 cho biết là mùng 8 tháng 9. Hỏi là mùng 8 tháng 4. Thế em suy ra là thứ mấy? Thứ bảy ạ. Mình đếm ngược lại, đúng không? Đếm ngược 6 ngày. Bởi vì nó hỏi trong quá khứ mà. Hỏi trong quá khứ thì mình đã cho là thứ 6 thì tôi lại là thứ 5. Thứ 4, thứ 3, thứ 2. Chủ nhật. Thứ 7, đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nó là thứ 7. Tiến Dũng ạ. Tiến Dũng hiểu chưa? Tiến Dũng sửa lại nhanh như này đi. Nhanh tay. Và lưu ý là các em có thể là khi mà ra được kết quả là thứ 7 này thì sẽ điền vào đây ấy. Ok, đây này. Thầy đang đây là cô làm với thầy làm nha. Đó là dự kiến cho các em những cái đáp án set to day này mà chữ in hoa viết thường cả ba chữ cái đầu. Đấy, phải set up hết. Đấy. Bốn phương án có thể xảy ra như vậy. Vậy thì các em để viết đầy đủ, các em cứ viết đầy đủ với thầy đi. Nha. Viết đầy đủ set to day nhá. Rồi. Tiến Dũng ok cho con xong chưa? Ok. Thùy Dương ơi, có theo kịp không? Alo Thùy Dương. Nào. Ok nha. Câu này ok nha. À.
Câu này, câu 7 này, câu này 7 hôm qua thầy nói rồi đúng không? Bài này ra bao nhiêu? 16 phần 526 á. Ừ. Nó phải là câu này chứ. Ở đây rồi, sẽ rồi hôm qua là chưa tích đáp án. Đây này. Bài này làm như nào đấy? Ừ, các em. Alo. Lấy 1 phần 5 này. Nào. Thử cho thầy xem nào. 1 phần 5 trừ đi 1 phần 53. Tất cả chia cho 8 trừ 3. Rồi, bao nhiêu? Tính nhanh. Nhanh tay nhá, Bảo Dũng, Lê Ngọc Anh. Nhớ thầy này. Lấy cái phân số đầu tiên trừ đi phân số cuối cùng. Khi mà tử số là 1 nhá. Tất cả phải đưa về tử số là 1 nhá. Sau đó chia cho hiệu giữa hai cái mẫu số sau và trước như này. Các con hiểu chưa? 8 trừ 5 thầy ơi. Ừ đúng rồi. À ta 8 trên 5, 8 trên 5 thầy nhận. Cảm ơn con. Trở lại 8 trên 5. Nhanh tay nhá. Rồi, ok, tiếp này. Đâu thử xem nào. Còn câu nào nữa? Câu nào làm nhầm lẫn, nhầm nhọt trồng trọt gì đây? Đây đây. Sau câu 19 nào. Xem nào. Sao bị nó nhảy lên, nhìn lên là giá như nào. Đó, câu 20. Chu vi của một hình chữ nhật là 54 này. Cạnh của nó là các số nguyên. Tìm diện tích lớn nhất. Chu vi là 54, bây giờ diện tích lớn nhất là khi nào? Alo. Em biết làm câu này không? Giơ tay lên nữa con chưa biết làm. Gia Bảo thì Dũng làm được không? Chu vi là 54. Cạnh của nó là các số nguyên. Tìm giá trị lớn nhất của diện tích. Chu vi là 54, vậy thì bây giờ mình nửa chu vi bằng 27 không? Vâng. Hiểu ý không? Rồi. Nửa chu vi là 27. Tức là dài cộng rộng là 27. Vậy thì chúng ta có 27 thì bằng 1 cộng bao nhiêu? 26 không? Ủa? Bằng 2 cộng 25 không? Bằng chấm 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 bằng bao nhiêu nhỉ? Cho đến bằng bao nhiêu? Để có được 27. 27 thì cho đến được là 13 Mà 14 ạ. cộng 14 không? Hiểu không? Vâng. Cho đến khi chiều hiệu của chiều dài và chiều rộng bé nhất thì sẽ được diện tích lớn nhất ạ.
Vậy khi mà đến đây thì mình thấy rằng là cái này ấy, nó cho cái một do cho cái chu vi của nó là bằng 27 là bằng 54 đây, nhưng cái này ấy cũng là 54 không, à xin lỗi, diện tích mà cho ra diện tích, mà diện tích của anh chàng này là cho ra đường S là bằng 26 không, còn cái này S là bằng 50 không, thấy nó tăng dần lên vậy cho đến khi mà cái anh chàng này nó là lớn nhất thì nó là 13 nhân 14 bằng bao nhiêu đấy? Từ đây suy ra 13 nhân 14 bao nhiêu? Alo em. Bằng 182 ạ. 182. Ok chưa? Rồi, xong chưa? Xong chưa? Đúng rồi, xong chưa? Tranh thủ đến đâu thì làm được đấy luôn, nhớ cho đến xong. Ok chưa nào? Rồi kiểm tra. Mình cho nó hai chuẩn đây này. Được không? Rồi, đấy là câu số 20. À, xem là xong câu bao nhiêu. Câu 10. Câu 12. Quay lại câu 12 xem nào. À chỗ kia là nó là câu 9. Đây. Câu 12 sao lại bị nhầm lẫn là như nào? Một số chín số kiểm tra xem nó chuẩn chín số nha. 2 3. Ok, chín số. Chia cho 12. Một số chia cho 12 tìm maximum của A và B. Chia cho 12 thì phải chia cho bao nhiêu? Nào. Một số chia cho 12 thì sau đó phải chia cho 3 và 4. Hiểu không? Ok. Thế mà một số mà chia cho 4 thì suy ra chúng ta chỉ có được là 9A chia cho 4, hiểu không? 9A chia cho 4 thì mình sẽ suy ra được là bao nhiêu? 9 mấy? 92 không? 92, 96 không? Bởi vì hai số thật của 9 cho 4, con hiểu không? Vậy bây giờ nếu như mà A bằng 2, điều này có nghĩa là A bằng 2, thì bây giờ mình phải xét cho thầy là chia cho 3 thì mình có bao nhiêu đây? 4, 10, 13, 13 là 23, 4, 10, 13, 23, 23 với 2 là thành 25. 25 mà cộng với B mà chia cho 3. 25 cộng B. Cái này là chia cho 3. Thì suy ra B bằng mấy? B bằng 2 không? Em hiểu này không? Thầy nói lại nhá. Một số chia cho 12 thì số đó phải chia cho cả 3 và 4. Mà một số chia cho 4 thì số đó phải có hai số tương cùng chia cho 4 thì nó là 9A. 9A chia cho 4 thì nó phải là 92 hoặc là 96. Chỉ hai trường hợp thôi. Khi 92 tức là 9A là 92. Tức là A bằng 2. A bằng 2 khi đã thay ở đây bằng 2 thì mình có là 10, 12, 16, 20, 23.
khoan đã, kiểm tra lại nhé, không lại bị nhầm đấy. Xem nào, 6, 4, 10, 10, 13, 23. Đúng rồi, đúng rồi. 23 cộng 2 là 25. 25 cộng B mà chia cho 3 thì sẽ B bằng 2, bởi vì nó là 27, hiểu không? Bây giờ xét A bằng 6 thì bao nhiêu? 10. Các em tính nhanh như thế đấy. 10 cái này là 20, 23. 23 cộng với mấy à? 23 cộng 6 là 29 không? Sáu 29 cộng với B. 29 cộng B mà chia cho 3. Ôi giời. Chết rồi. Chờ em chút nào thầy. Cái này là gì nhỉ? Suy ra B bằng 2 đúng không? Cái này chia hết cho. Ô. Sao nó không hiện ra, cho thêm chút. Ok. B bằng 7. B bằng 7 thì nó sẽ là 36. Bằng 9 là 38. Bằng 7. B bằng 7. Ok. Thế từ đây mình sẽ suy ra được là A cộng B mà maximum nhé, bao nhiêu? 13. 13. Bảo Dũng Ngọc Anh hiểu này chưa? Rồi Alo Ngọc ạ. Anh nhá. Rồi ạ. Ok, rồi các con hoàn thành nhanh này đi nhé. Bài này có làm ra được 13 không? Có. Bài này làm chịu khó một chút là nó ra ngay. Rồi, đấy là câu 12, câu 20. Rồi, còn câu nào nữa không? Câu 14 này. 14 và câu 15 này, có một bạn nào đấy lại bỏ trống này. 14. 11. Đây là 12. Nghĩ là một số. Đây là 13. Bài này tương tự đúng không? Vậy đấy. Nào câu 14. Gì thế, câu 14 nó bảo rồi. Có bạn nhân số có 3 chữ số chia hết cho 7 hoặc là chia hết cho 13. Thế dùng công thức thôi. Còn nhớ đợt trước thầy dạy cái lớp mình dạng này không? Tìm số các số 3 số chia cho 7 cộng với số các số 3 số chia cho 13 trừ đi số các số có 3 số chia cho cả 7 và 13. Một số mà chia cho cả 7 và 13 thì số đó phải chia cho 91. Nào. Tìm cho thầy số số chia cho có 3 số nào. Số các số có 3 chữ số chia cho 7 là bao nhiêu? Rồi số các số 3 số chia cho 13 là bao nhiêu? Số số 3 số chia cho 7 và 13 là bao nhiêu? Sau đó mình lấy hai cái đầu cộng lại trừ đi cái thứ thứ ba. Được chưa? Vậy số số 3 số chia cho 7 là bao nhiêu? Số lớn nhất 3 số chia cho 7 là bao nhiêu các em? Là 980, 994. 994. Số nhỏ nhất 3 số chia cho 7. Là 105. Thế trừ 105. Chia 7 Chia cộng 7 mấy? cộng 1. Ra là 128 ạ.
Chuẩn. Bây giờ số lớn nhất có 3 số chia cho 13. là 988. 988 à? Lấy 999 Vâng. trừ à, chia cho 13 này. Bằng 76 đúng không? Vâng. 76 nhân ngược lại với 13 là 900 88 đúng không ạ? 988 đúng không? Vâng. Số nhỏ nhất 3 số chia cho 13. Là 104 ạ. 104 à? Vâng. Ờ, được 8 đúng không? Ok. Vậy trừ đi 104 chia cho 13 cộng 1 bao nhiêu? Là 69 ạ. Tính cho chuẩn nhá. Kiểm tra chuẩn nhá, tính cho chuẩn nhá. 958 trừ đi 104 là bằng 884 chia cho 13 được 68 169 đúng rồi. Bây giờ số các số có 3 số mà chia cho 7 và 13 tức là phải chia cho 91. Lấy số lớn nhất là bao nhiêu? Lấy 9 đến 9 chia cho 91 đi. À, như vậy nó là 910 không? Hiểu không? Có nghĩa là lấy 9 nhân 9 mà chia cho 91 thì được 10 không? 10 nhân 91 là 910 không? Đúng không? Thì nó còn thừa đây là phần 89, 89 nhỏ hơn thì bỏ nó đi. Vậy số lớn nhất là 910. Ok chưa? Hiểu ý không? Rồi. Bây giờ đấy là 910. Ây da. Trừ đi số nhỏ nhất nào. 182. 91 đúng rồi. Phải là 182. Bởi vì là hai số gần kề nhau nhất mà chia cho 91 thì nó khoảng cách phải là 91. Vậy chia 91 cộng 1 bằng bao nhiêu số? Ra bao nhiêu đấy? Chín ạ. Mấy? 9 à? Rồi, tiếng chuẩn nhá. 9 rồi ạ. 9 rồi bây giờ mình lấy 128 cộng với 69. Xong trừ đi 9 thì bằng là 188. Hiểu chưa? Để kiểm tra chuẩn chưa? Ôi chuẩn đây này. Đấy, làm một bài toán mất bao nhiêu công sức? Không đùa đâu. Wow, tiến xuống một hủ à? Xong chưa? À, bảo Tiến Dũng với Ngọc Anh các con đã hiểu này chưa? Năm rồi. Ok. Đấy, có bạn nào làm chuẩn câu này không? Câu số 14 này này. Đâu, thầy xem nào. Xong chưa? Xong, thầy xóa nha. Câu 14, ui. Bạn sau cùng là bạn nào đây? Ra bảo hay bảo làm sai à? Kết quả 188 đúng không?
Rồi, ok. Nào câu 16 đây nào. Câu 15 này, câu 15 này bạn nào lại đi lại đi bỏ đấy. Bạn Tiến Dũng này. Ôi Tiến Dũng ơi sao lại bỏ, cứ bỏ này. Không làm được câu này Dũng. Làm được không? Dũng ơi. Không ạ. Không làm được câu này á? What? Câu làm trước học rất kỹ rồi mà. Đây là phép toán mới này. Bây giờ tìm cái này con tính 3 tròn 2 trước. Có nghĩa là con chỗ nào con thay vào đây. Bài này câu này là câu mất điểm hơi phí đấy con ạ. Con phải tính 3 tròn 2 trước. Tức là chỗ nào có A mình thay bằng 3. Chỗ nào có B mình thay bằng 2. Thì mình có được là 3 nhân A đúng không? 3 nhân 3. Rồi cộng với 2. Con hiểu chưa? Rồi nhân với mở ngoặc A trừ B tức là 3 trừ 2. Đấy. Bằng bao nhiêu? 3 bằng 9. 9 là 11. Hiểu không? Rồi. Bây giờ mình mới tìm tiếp cho thầy làm 15 tròn 11. Dũng hiểu chưa con? Con làm lại đi. Ngày mai có một câu này đấy. Thầy không nói đùa đâu. Hôm qua thầy mừng ngủ mơ có câu này. Đó, chuẩn đấy. 15 tròn 11 thì bằng 3 nhân A với nhân 15 cộng B là cộng 11 đóng ngoặc lại nhân với 15 trừ đi 11. Được chưa? Ồ. Chết chết thật. Câu này là câu dễ ăn điểm lắm, ngày hôm trước con làm được rồi mà. Xong nó động đến nó lại quên à. Rồi, lớp mình tính ra bao nhiêu đấy, ra bảo bao nhiêu, liên học anh nhau bao nhiêu đấy. Chỗ này là 45 này. Là thành 55 là thành 56. 56 nhân với 2 112 không? Ngọc Anh ra bảo ra 112 không? 224 mà thấy kia nhân 4 mà đổi nhân 2 đâu. Nhân 4 mà thấy. Đâu? 15 trừ 11 đấy đấy. 15 trừ 11 bằng 4. Bằng 15 trừ ngày mai mới bằng 2. À ở nhân 4 mà. Bao nhiêu nhỉ? Bao nhiêu? 224. 24 à? Ở này nhân 4 cơ mà. Rồi ok. Nào kiểm tra lại chuẩn chưa? Ờ đúng rồi 224 này. Tiến Dũng hiểu này chưa con? Tất cả những dạng bài này thầy dạy nhá, đến ngày mai làm phải làm chuẩn cẩn thận nhá. Nha. Để phấn đấu Dũng phấn đấu lấy huy chương bạc. Dũng phấn đấu huy chương bạc trở lên tất cả mọi người. Thôi cứ mục tiêu phải là huy chương vàng hết. Làm cẩn thận là huy chương vàng hết đấy. Nha. Ngọc Anh ra bảo là làm cẩn thận huy chương vàng. Tiến Dũng làm cẩn thận để huy chương vàng. Nha. Năm ngoái em có thi một lần rồi nhưng mà đỡ có giải đồng rồi. Phải làm cẩn thận mới được. Câu này thì easy rồi. Nhưng mà câu hỏi nó lại hơi oái oăm đấy. Nó có 3 ngôi sao nhưng mà nó lại là gì? Bao nhiêu hình chữ nhật chứ Rồi, 2 ngôi sao thôi. bạn này thầy em đánh 3 ngôi sao nhưng mà nó lại ghi em làm sai. Em là 36 nhưng mà nó lại ghi em sai. Là 57. Nào. Để tính 3, để tính 2 ngôi sao trong 3 ngôi sao tính nào.
Tính cái này trước này. Hiểu ý không? Bây giờ riêng xác định hai cái này thì có là bao nhiêu? Tính này luôn đấy. 81. Làm gì mà nhiều Chỉ thế? 27. 27 là em tính cả bên dưới nữa. 1, 2, 3. 1, 3 2, nhân 3 3. nhân 3. 1, 2, 3 là ok, 27. Tính cái này ra bao nhiêu? Cái nào bao nhiêu? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 27 luôn ạ. 27, đúng không? 27 nhưng mà các con phải trừ đi, phải trừ đi cái trùng này. Cái này bị trùng này, đúng không? Là bao nhiêu nhỉ? Cái trùng này là mấy? 9 đúng không? Thì nó tính hai lần mà. 9 ạ. 9 không? 27. Để đi 9. Rồi. Là được bao nhiêu rồi? 45. 45 không? Rồi, tiếp. Nhớ phải trừ đi phần trùng nhá. À, đấy là hai cái này. Đúng không? Đến hai bên dưới. À, bây giờ đến hai cái bên dưới. Hai bên dưới thì nó phải là cái này. 10. Thì nó có mấy? Hai dưới này con này thì nó chỉ có này thôi đúng không? 12. Kiểm tra ra bao nhiêu nha. 1, 2, 3. 3 nhân 2 nhân 1, 2. 2. 1, 2. Vậy là ra 12. Thế thì cộng lại có 5 vật 12. nha. Đúng không? Vâng. Ngọc Anh hiểu chưa? Tiến Dũng ra bảo hiểu chưa? Rồi. Liền. Thầy nói lại nhá. Ngày mai có thể nó xuất hiện những dạng nghe này, để mà tìm hai trong ba ngôi sao, bài này là bài rất hay này. Thông thường nó chỉ làm ở một quốc gia là đến hai ngôi sao thôi, vậy bây giờ muốn làm hai trong ba thì phải tính cái này trước này, hoặc là tính cái này trước cũng được nhé, cái nào trước cũng được, hiểu không? Nhưng mà chung quy lại mình phải tính trong hai cái nhóm này, hiểu ý không? Khi tính cái này thì mình phải có được cái này là bằng 27, đúng không? Có cái nhóm này cũng bằng 27 là 54, hiểu không? Nhưng mà có thấy cái vòng này, cái vòng phần màu xanh này nó được tính hai lần, một lần bên đây và một lần bên đây mà, em hiểu chưa? Cho nên cái chỗ này nó bị trùng. Thế mình phải trừ đi 9. Đấy. Sau đó mình phải tìm bên dưới này. Hai cái dưới này. Thì nó chỉ có được cái này thôi. Đấy. Thì có 12 thì cộng lại nó là 57. Ngọc Anh đã rõ ràng chưa? Tiến Dũng hiểu chưa? Gia Bảo. Ok. Ngày mai là 30 câu đấy nhá. 30 câu.
phải làm cẩn thận đấy. Rồi tiếp, không còn câu nào nữa. Ây chà. Hai hai bỏ, hai 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 ba, rồi hai 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 ba, hai bốn hai lăm, đau bụng quá. Nào xin mời Dũng ghi câu hai hai xem nào. Có bao nhiêu số số 3 chữ số số chứa chứa số Không số 1 chứa chữ số 1. và chứa chữ số 1 và 4 4 chữ số không lặp lại. Các chữ số không lặp lại. Có bao nhiêu số? Có 3 chữ số mà không chứa chữ số 1 và 4. Và 4 thế sao bao nhiêu? Lớp mình ra bao nhiêu đấy? Câu 2 210 à? Gọi số cần tìm có dạng là ABC không? Đúng nhỉ? A này không bảy cái chọn đâu. Có hiểu không? Có Trừ đi chữ không, số 1 và số 4. 10 số trừ đi 3 còn 7. hai B không số ấy. rồi. B trừ đi 1 trừ đi 4 là còn 8. Mà trừ đi chữ số ở A nữa. Được không? Thì còn 7. Nhưng mà nó chấp nhận số 0 ở đây. Nó hỏi là bao nhiêu số, 3 số không chứa số, ok. Ở đây vẫn là 7 không? Hiểu ý không? Em có là 8 chứ có không chứ số 1 là số 4 này mà. Nhưng mà trừ cho số ở A nữa. Nó bảo không được lặp lại mà. Đây này. Not allowed. Hiểu không? Dạ. Vậy C còn mấy? C trừ đi C 1 trừ đi 4 là còn 8. 8 trừ đi 2AB tức là còn 6. Nhân lại bao nhiêu? Ra bao nhiêu? 294. 294 đúng không? Ngọc Anh như cha bảo Dũng hiểu này chưa? Em hiểu rồi. Rồi Em đã làm hiểu rồi. con làm đi. Nào kiểm tra lại xem cô nào có chuẩn đâu nhỉ? 294 chuẩn đây này. Đấy. Khó đấy, đừng có đùa. Đừng nghĩ là nó dễ dễ để kiếm được huy chương vàng, không dễ đâu. Ok. Đấy là câu 22. Rồi. Nào câu 23. Bảo gì câu 23? Cho biết có 6 lớp của khối lớp 5 trong trường tiểu học và có 275 học sinh lớp 5. Không có lớp nào có số học sinh nhiều hơn lớp 5A hoặc ít nhất. Có bao nhiêu học sinh trong lớp 5A? Đào bao nhiêu đấy? À.
có 6 lớp của khối 5 trong một trường tiểu học. 6 lớp của khối 5 trong một trường tiểu học mà có 275 học sinh khối 5. Tức là có 275 học sinh chia thành 6 lớp của khối 5, hiểu không? Mà không có lớp nào có nhiều học sinh hơn lớp 5A. Hãy nhớ, không có lớp nào nhiều hơn thì nó có thể chấp nhận bằng đấy nhá. Hỏi ít nhất lớp 5A bao nhiêu? Không nhiều hơn. À đúng rồi, không lớp nào nhiều hơn nó chấp nhận bằng đấy. Lớp mình là bao nhiêu? Bài này câu này cực dễ đấy. Ngọc Anh, alo. Em ra 47. Vì sao? Vì 275 chia cho 6 lớp thì mỗi lớp sẽ được 45 bạn và dư 5 bạn. Nếu 40 em bài ạ. Bốn mấy? cho Rồi mỗi nha, lớp số thêm một 24, 35. 45, rồi số 30. R5. Rồi, xong xong nữa. Nếu em cho mỗi lớp là 5 thì có 4 lớp bằng nhau thì em sẽ cho 3 lớp một thêm một bạn và riêng lớp 5A sẽ là thêm 2 bạn là 45 cộng 2 là 47 ạ. Thế Dũng ra bao nhiêu? Em ra 46. Ngọc Anh. Con đang 47. Nào nhìn nhá. Khi đây đang là 45. Tất cả đây đều 45, dư 5. Vậy thì cho 275 chia 6 bằng 46 mà trời. chia lại nào, sẽ bị nhầm không? Các em chia lại chút này, bây giờ đau đầu á. Chia 6 nào, từ 4 4 6 2 4 còn dư 3. 35 chia 6 được 5 thôi con, hiểu không? 45R5. Khi 45R5 ấy thì điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong trường hợp xấu nhất là mỗi lớp này đều 45 rồi. Bây giờ còn dư 5 bạn nữa. Thế thì 45A này cộng 1 thôi. Thì sẽ là 46. Thì đây là 46. 46. 46. 46. 45 được không? Có phải không có lớp nào nhiều hơn học sinh lớp 5A đúng không? Hiểu không? Lớp hiểu ý không? Vậy thì cái đáp án này có nghĩa là lấy cái 45 này cộng thêm 1 nữa bằng 46. Là đáp án. Như thế mới chuẩn. Nhưng mà không có, nhưng mà đây là có 5 lớp bằng nhau rồi mà đấy. Đâu? 6 Có lớp đấy. 5 lớp. Vâng. 6 lớp của khối Không. 5 là tổng 275. Hiểu không? Không có cái lớp nào có nhiều học sinh hơn lớp 5A. Hãy nhớ rằng là không nhiều hơn thì có nghĩa là chấp nhận bằng. Có hiểu không ạ? Thì Vâng. ít nhất của lớp 5A sẽ là 46. Bây giờ thay đổi câu hỏi này. Thay đổi cái dòng này này. Bây giờ thay đổi cái dòng này. Thì không ghi này nữa. Phải viết bằng tiếng Việt cho nhanh nhá. Này. Vẫn như vậy. Nhưng cái riêng cái chỗ vừa thầy gạch đi thầy bỏ ghi là gì? Biết rằng
Lớp 5A có nhiều học sinh nhất. Câu hỏi là hỏi ít nhất lớp 5A có bao nhiêu học sinh? Rồi, xin mời. Đúng vậy ạ. Sai. Lớp 5A có nhiều học sinh nhất. Có nhiều nhất nữa. Thì câu hỏi câu trả lời lúc này nó khác ạ. Nó không phải là 447, không phải 46. Nó mình có hiểu ý không? Hai cái ý khác nhau nhé. Một ý là lớp 5A có nhiều sinh nhất, nó khác với là không có lớp nào nhiều hơn lớp 5A. Hãy nhớ, không có lớp nào nhiều hơn lớp 5A có nghĩa là được chấp nhận bằng. Các con hiểu chưa? Hiểu không? Còn nếu mà nó là nhiều nhất thì bao nhiêu? Alo bạn là Ngọc Anh có hiểu chỗ này không ạ? Không có. Nếu như nó nhiều nhất thì nó là bao nhiêu? Anh chàng này OK, 45. Vậy để nó là nhiều nhất. À, nhưng mà 6 lớp ừ nhỉ. 6 lớp cho nhiều nhất với trong trường hợp với là có anh chàng này bằng còn dư 5 đúng không? Nếu như đổi câu hỏi như này. Còn dư 5. Tất cả này đều có 45 chưa đã, được không? 45 hết. 45 dư 5. Ý thầy là bây giờ cộng tất cả ở đây là 5. Thì được là 50. Nhưng mà chỉ cần anh một anh chàng này vào đây 1 thì đây sẽ còn là 49. Đúng không? Anh chàng này 1 nữa thì còn là 48. Anh chàng này 1 nữa là 47. Thì nó vẫn là nhiều nhất. Còn nếu như anh chàng này 1 thì nó còn 46. 46 thì bên này là 46, 46, 46. Thấy chưa? Thì cái này bỏ đi. Điều này có nghĩa là đúng rồi. Ít nhất là 47. Đúng rồi nha. Ok, chuẩn rồi. Đấy. Như vậy. Để mình thấy rằng là ở cùng một dạng bài mà có hai câu hỏi khác nhau, nội dung khác nhau là khác nhau đấy. Ok, chuẩn rồi, 46 đây. Rồi, ok. Nào câu 24 luôn nào. Xin mời, đọc câu 24. Ngọc Anh câu 24. Em xin phép thầy em đi vệ sinh. Đi nhanh đi. Đi nhanh đi, quay lại câu này khó đó, câu này câu chốt đó. Alo Ngọc Anh. Dạ. Dịch câu số 24. Vâng. Các số từ 30 số nguyên từ 11 đến 40 hỏi ít nhất có bao nhiêu số thì chắc chắn rằng có hai số có tức là tích chia hết cho 5. Ok. Con ra bao nhiêu? Tích hai số chia cho 5. Nào xem câu 24 giao nhận. Xem câu đại ca giao nhận. 16, 25, 21 à? Bảo giao bao nhiêu đó? Ok giao nhận. Ờ, 25. Ừ.
Nào. Hãy nhớ rằng một số chẵn mà nhân với 5 thì gia tăng của bằng 0. Mà chia hết cho 5 thì tổng bằng 0 hoặc là bằng 5. Một số lẻ mà nhân với 5 thì ra tận cùng bằng 5 thì nó mới chia cho 5. Vậy đầu tiên mình phải tìm cho thầy là qua số 0 nào. À, số chia cho 5 nào. 15, 20, 25, 30, 35 và 40 đúng không? Đúng không? Em hiểu không? Trong các số từ 11 đến 40 có 6 số chia cho 5. Đó là 15, 20, 25, 30, 35, 40. Hiểu ý chưa? Hiểu không? Vậy thì trong trường hợp xấu nhất sẽ là lấy được các số còn lại. Xấu nhất sẽ lấy được bao nhiêu? 30 số à? 30 số trừ đi 6 số này thì bằng 24 số. Nhưng 24 số này là mình vẫn chưa có được tích hai số nào mà chia cho 5. Bởi vì nó không những cái số 10 những số từ bằng 5 và 0 mình đã lấy hết ra ngoài rồi. Dũng Bảo và Ngọc Anh hiểu này không ạ? Con rồi. Vậy Con thì rồi. suy ra mình cần phải lấy là bao nhiêu? Suy ra là cần lấy bao nhiêu? Lấy 24 này mình cộng với một số là được 25. Hiểu ý chưa? Bởi vì một số này này. Nếu như một số này mà nó trúng vào số 20, 30 hoặc 40 thì ok rồi. Một số nhân với 10 thì tận bằng 0 thì chia cho 5, ok rồi. Nhưng mà trong 24 số này này, nếu số này nếu nó rơi vào một số 5 không sao. Bởi vì tận bằng 5 ấy, ví dụ 15, 25, 35 thì cũng chẳng phải lo gì cả, bởi vì trong 24 số này có các số đó là 11, 13, 17, 19. Thì những số đấy mà nhân với 5 tổng bằng 5 thì nó sẽ ra là chia cho 5. Lớp mình hiểu này chưa? Được chưa? Đấy, đấy là những câu mà khó và hóc búa nhất rồi. Được chưa? Còn cái linh linh 3 trên 3 thì cũng tương tự như thế. Được chưa? Rồi. Rồi xem nào. Câu này thì dễ rồi đúng không? Làm câu 25 không? Nước có 25 nghỉ nào. Chọn 3 dãy số 1, 2, 3, 4, 5, 8 và 0 để tạo thành các số có 3 số. Hỏi bao nhiêu số chẵn? Bao nhiêu số chẵn mà lớn hơn 300? Các số không lặp lại. Số chẵn lớn hơn 35, 300. Vậy nó bắt đầu nó phải là 3 rồi. Hiểu ý không? Lớp mình ra bao nhiêu, bài này ra bao nhiêu? 25, 70, 36. Ok, 70. Bài nào ra 70 đây? Lê Ngọc Anh làm nào cho 70 đây. Đây. Alo Ngọc Anh. Em mất rồi nhá, nếu ngủ bây giờ anh quên. Quên à? Nào, để có số được lớn hơn 300 ở này không? Trường hợp 1 là AB0,
AB0 thì có 20 số, ok chưa? Giơ tay lên con đi, ok rồi. Được không? Trường hợp thứ hai là ABC. ABC thì C là có 3 thôi nhá. C có 3, đó là 2, 4 và 8. Khi C có 3 thì A chỉ còn 4 thôi. Đúng không? Đây 2, 4 số này. Rồi. Ô, khoan 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 đã, khoan đã. Kiểm tra lại. Chú ý nhá, cái mối quan hệ của nó, những cái số xung quanh với số ở giữa. Thấy không? Đâu để xem cái số mà nó như qua câu nó hóc búa nhất ở dưới sao. Đây. Đường 8 số này để nhóm 4 và chia chúng thành hai nhóm 4 số. Bài này làm được không? Để tôi xem nào. Hình như là cần cái này đúng không? Đâu? Nhất em đang lấy từ hai số giữa là 4 và 3 ở đâu nhìn thấy. Đúng rồi. Sao nữa? Nó đó ở trên 4 con lấy 0, ở dưới là con lấy 9, trên 4 là con lấy 2, Hai. ở bên dưới là con lấy 8, Tám. Trên đây là mấy? bên trên Sáu. trên 6, ở Bảy. bên dưới là 7, Ok. Trừ đi trừ được là đi. 39. Ok chưa? Bảo Tiến Dũng hiểu ý không? Tức là Vâng. để mà có hiệu nhỏ nhất, Ui. hiệu min thì hai cái chữ số ở cái hàng lớn nhất nó phải là nhỏ nhất có thể. Nhỏ nhất có thể thì thường họ khi họ cho số này thường thường nó sẽ là cách nhau một đơn vị thôi. Vậy thì phải 4026 trừ đi 3987. Được chưa? Đấy, rồi ok nha. Còn những dạng còn lại thì các con làm cũng tương tự thôi nhá. Rồi, cảm ơn anh chị, cảm ơn con đã tham gia trọn vẹn của ngày hôm nay. Sáng ngày mai các con nhớ lịch cho thầy. Thi thì hãy đọc kỹ đề để không bị nhầm lẫn nhá. Khi mà mình vội vàng rất dễ bị nhầm lẫn lắm. Cho nên là các con cứ bình tĩnh. Mình có thời gian dài mà, đủ thời gian cho các em làm. Được không? 120 phút. Được nhá. 2 tiếng 120 phút cơ mà. Nên là làm thật cẩn thận, bình tĩnh, được chưa? Tổng điểm là 150. Làm cứ từ từ làm thôi, không vội vàng. Làm xong kiểm tra kỹ mà, được chưa? Để có được kết quả cao nhất. Chúc các em đạt được huy chương vàng. Được chưa? Ngọc Anh phấn đấu cúp đi. Được chưa? Nó cúp được thì tuyệt vời. Bởi vì xưa nay rất ít người đặt cúp. Nhà phấn đấu nhá. Ngọc Anh nhá, Dũng nhá, Gia Bảo phấn Rồi. đấu huy chương vàng trở lên nhá. Rồi cảm ơn anh chị, cảm ơn con. Hẹn lại anh chị và các con ở một khóa học khác nhá, và chúng ta sẽ gặp nhau. Rồi cảm ơn anh chị, bye bye, hẹn gặp lại. Các em. Đây là Chào các em. này.